Bốn bóng hồng từng đi qua cuộc đời Huy Khánh. Tăng Thanh Hà là tình đầu, vợ hiện tại không kết hôn. Những ngày qua, thông tin vợ chồng Huy Khánh trục trặc hôn nhân thu hút sự quan tâm của công chúng. Nguyên nhân đến từ việc Mạc Anh Thư thông báo sang Phần Lan cùng con gái. Trong khi đó, Huy Khánh ở Việt Nam một mình và tiếp tục các hoạt động nghệ thuật. Vì tần suất tương tác trên mạng xã hội của hai vợ chồng ít đi, nên cư dân mạng liền có đồn thổi Huy Khánh và Mạc Anh Thư dạn nứt. Và clip hôm nay, hãy cùng Hero Thanh điểm qua bốn bóng hồng từng đi qua cuộc đời nam diễn viên đào hoa này nhé! Nếu thấy video hay, nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi. Tăng Thanh Hà, mối tình đầu giang dở của Ngọc Nữ vì mặt trái hào quang. Huy Khánh là tình đầu của nữ diễn viên Tăng Thanh Hà, khi ấy cô mới 17 tuổi. Tuy nhiên, mối quan hệ của cả hai dần phai nhạt sau khi cùng tham gia bộ phim Dốc Tình vào năm 2004. Khi đó, Huy Khánh lọt vào mắt xanh của đạo diễn, trở thành nam chính của phim. Tăng Thanh Hà cũng đánh dấu bước chạm ngõ điện ảnh đầy thành công của mình. Trước khi tham gia cùng nhau trong dự án này, tình cảm của cặp đôi vẫn vô cùng tốt đẹp. Tuy nhiên, sau khi đóng máy, Huy Khánh và Tăng Thanh Hà chia tay. Nói về nguyên nhân tan vỡ, người đẹp họ Tăng từng chia sẻ. Nếu trước đó tình cảm dành cho nhau là 100%, thì khi tham gia cùng bộ phim, công việc đã lấy đi của chúng tôi tới 60% tình cảm. Trước đây, tôi và Huy Khánh đều không có gì trong tay và hai người đã rất yêu nhau. Tuy nhiên, sự nổi tiếng đến quá nhanh khiến hai người không còn giữ được tình yêu như ngày xưa. Nàng Ngọc Nữ của điện ảnh Việt thừa nhận, lúc quen Huy Khánh, mọi tình cảm và suy nghĩ của cô đều dành cho nam diễn viên. Khi chia tay, Tăng Thanh Hà cũng từng úp mở nhiều lý do, nhưng chủ yếu là do Huy Khánh có người khác. Chuyện này diễn ra nhiều lần khiến cô không đủ bao dung để tha thứ. Ai nói gì thì nói, nhưng tôi tự tin mình chưa làm điều gì sai trong mối tình đó cả. Mẹ tôi có dạy tôi và bản thân tôi cũng thấy như vậy. Hãy để người ta bỏ mình trước, chứ mình bỏ người ta thì tội. Làm cái gì tôi cũng nghĩ trước là mình có hối hận hay không. Nếu hối hận tôi không làm. Mối tình đầu tiên khiến tôi khổ nhiều nhưng tôi không ân hận. Nữ diễn viên trải lòng. Doanh nhân Lương Hoàng Anh, người vợ đầu với nhiều lùm xùm hậu ly hôn. Tháng 8 năm 2005, Huy Khánh kết hôn cùng Lương Hoàng Anh, một nữ doanh nhân hơn anh 7 tuổi. Khi ấy, nam diễn viên nhận phải nhiều lời bàn tán, cho rằng vì ham tiền mới lấy vợ giàu. Tuy nhiên, cặp đôi bỏ ngoài tai mọi thị phi, dành cho nhau những lời có cánh trên mặt báo. Thời điểm ấy, Huy Khánh cho biết, mình được vợ rất cưng chiều, còn doanh nhân họ Lương cũng khen chồng ngoan, giỏi, có trách nhiệm với gia đình. Cả hai có cùng nhau cậu con trai khó khỉnh Trần Kiến Bách, tên ở nhà là Kihini. Năm 2009, tin đồn của hôn nhân của cặp đôi gặp trục trặc, gây xôn xao dư luận. Cuối cùng, nó kết thúc sau 2 năm nỗ lực hàn gắn. Thời điểm ấy, Lương Hoàng Anh chỉ đích danh diễn viên Kim Tuyến là người khiến tổ ấm của mình đổ vỡ, kèm theo tấm ảnh cho thấy mối quan hệ không rõ ràng giữa chồng và bạn diễn. Lương Hoàng Anh thừa nhận từng có suy nghĩ ôm con tự tử khi con sốt cao nhưng không gọi được ông xã. Khi đó cô đang mang bầu lần 2 được 7 tháng, nhưng vì uống kháng sinh quá liều và trầm cảm nên đã sảy thai. Sau khi bị vợ tố lăng nhăng, Huy Khánh cũng chỉ trích Lương Hoàng Anh là người sống ích kỷ. Sau khi ly hôn, Lương Hoàng Anh giành quyền nuôi con trai Kihini. Tuy nhiên, cô không nhận một đồng chu cấp nào từ phía Huy Khánh. Về phần mình, nam diễn viên cho biết đã suy tính kỹ trước khi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này. Việc không chung sống với Lương Hoàng Anh là quyết định tôi đã suy nghĩ nhiều tháng trời, mất cả năm trước đó rồi mới quyết định chứ không hồ đồ. Dù thời gian có quay ngược trở lại, tôi không quyết định như thế, chắc gì mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hơn. Tôi chỉ tiếc đã không dành nhiều thời gian cho Kihini và bây giờ đang cố gắng để bù đắp cho con. Trong một bài phỏng vấn, tâm sự về mối quan hệ sau ly hôn, Huy Khánh cho biết, tôi chưa từng chủ động nhắn tin hay gọi điện cho mẹ Kihini, nhưng nếu vô tình gặp nhau, chúng tôi vẫn chào hỏi bình thường. Tôi nghĩ mối quan hệ giữa tôi và cô ấy đã dễ thở hơn nhiều bởi thời gian sẽ đưa mọi thứ vào quên lãng. Tôi tin là tôi và Hoàng Anh không còn thù hằn gì nhau, chỉ là chưa có cơ hội để tiếp cận và nói chuyện thôi. Hơn nữa, việc chúng tôi liên lạc trở lại cũng không làm cho mối quan hệ giữa hai người tốt hơn hay xấu đi. Vậy nên, thay vào đó tôi dành thời gian để bù đắp cho Kihini. Kim Tuyến bị mang tiếng là người thứ ba phá hoại hôn nhân đồng nghiệp. Thời điểm Huy Khánh ly hôn Lương Hoàng Anh, Kim Tuyến là cái tên được nhắc tới nhiều nhất khi bị vợ cũ của nam diễn viên công kích với nhiều lời lẽ cay độc, khẳng định cô là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình. Vợ cũ Huy Khánh còn cho biết anh và Kim Tuyến đã qua lại gần một năm trước khi sự việc bị phát hiện. Suốt nhiều năm sau đó, Kim Tuyến vẫn bị mang tiếng là tiểu tam. Thời điểm này, Huy Khánh thừa nhận có quen với Kim Tuyến. Tuy nhiên, cả hai chỉ trong giai đoạn tìm hiểu sau khi anh đã ly hôn vợ cũ gần một năm. Nam diễn viên 8X giải thích, tôi đến với Kim Tuyến là khi đã chia tay vợ được gần một năm. Thời gian đó tôi thương con và quan hệ giữa tôi và Hoàng Anh vẫn còn vui vẻ.
nên tôi đến chơi với con và có khi ngủ lại với con. Chính tôi là người nói với Hoàng Anh là tôi đang quen cô gái khác, đó là Kim Tuyến. Chứ nếu không, cô ấy không bao giờ biết được. Khi biết đó là Tuyến, thì vợ tôi lại có những hành động không đẹp lắm. Phụ nữ dù đã chia tay, nhưng lòng ghen và sự ích kỷ thì vẫn còn, tôi nghĩ vậy. Trái với phát ngôn từ phía Huy Khánh, Kim Tuyến phủ nhận chuyện tình cảm với nam đồng nghiệp, cô nói: "Chưa hết, chúng tôi là quan hệ đồng nghiệp. Thời điểm tôi biết anh Khánh, anh cũng đã có những đổ vỡ trong gia đình. Cũng có thể tôi với anh Khánh vô tư quá, thoải mái quá, mà quên mình đang ở một vị trí như thế nào, dưới tầm quan sát của mọi người ra sao. Chính sự vô tư đó đã dẫn đến hệ quả. Tôi với Huy Khánh chỉ là những người bạn bình thường. Lúc tôi biết anh Khánh thì anh đã ly dị vợ và Huy Khánh sống tại nhà mẹ của anh ấy. Nhưng thấy vợ anh ấy chưa chấp nhận được sự thật đó thì tôi nghĩ nên chấm dứt mối quan hệ bạn bè. Chúng tôi không chơi với nhau nữa là vì thế." Tuy nhiên, sau này mối quan hệ giữa Huy Khánh và Kim Tuyến cũng không bền khi nam diễn viên cho rằng cô không phải hình mẫu người yêu lâu dài. Mạc Anh Thư, nàng hoa khôi giải nghệ vì Huy Khánh, chung sống hơn 10 năm nhưng chưa làm đám cưới. Năm 2010, người mẫu Mạc Anh Thư lần đầu gặp Huy Khánh trên phim trường Sắc Đẹp và Danh Vọng. Thời điểm đó, chân dài mới vào nghề được 2 năm với danh hiệu Hoa khôi thời trang 2008. Tuy nhận nhiều lời can ngăn từ bạn bè vì Huy Khánh nổi tiếng đào hoa, Mạc Anh Thư vẫn tiến đến với anh. Sau một năm, Mạc Anh Thư có thai con đầu lòng với mỹ nam nổi tiếng. Có thời điểm, Mạc Anh Thư thừa nhận phát hiện chuyện bạn trai ngoại tình trong thời gian yêu nhau. Tuy nhiên, nàng hoa khôi vẫn tha thứ và dùng tình cảm chân thành để giữ lại Huy Khánh. Năm 2012, cặp đôi đăng ký kết hôn. Tuy đã có cùng nhau một bé gái tên Cát, nhưng đến nay cả hai vẫn chưa tổ chức đám cưới. Hiện tại, ái nữ của cặp đôi cũng đã hơn 8 tuổi. Nam diễn viên sinh năm 1981 tâm sự: "Từ khi gặp và quen anh Thư, tôi biết cô ấy là mẫu người phụ nữ của gia đình. Cô ấy biết cách chăm sóc và yêu thương người khác. Khi một cô gái mà yêu và muốn tiến đến hôn nhân với một ai, lại nghe được những tin đồn và những lời ngăn cản như vậy, sẽ rất khó khăn vượt qua được. Nhưng anh Thư chỉ im lặng và bước qua hết những lời ong tiếng ve đó. Và việc anh Thư đến với mình, tôi thấy đó là sự may mắn. Từ lúc về ở với anh Thư, tôi tự nhủ mình phải sống tốt hơn, không làm gì có lỗi dẫn đến đổ vỡ gia đình một lần nữa. Anh Thư cũng không bao giờ ghen tuông hay áp đặt. Cô ấy chỉ yêu cầu là dù tôi có đi đâu, làm gì thì cũng nên về sớm để dành thời gian cho gia đình và cho con." Sau khi kết hôn, Mạc Anh Thư toàn tâm toàn ý làm một người vợ, người mẹ đúng nghĩa và từ bỏ mọi hoạt động nghệ thuật. Thấu hiểu được sự hy sinh của bà xã, Huy Khánh quay phim xong là về nhà, chẳng còn đi chơi riêng, ăn riêng với bạn diễn nữ như trước đây. Do tính chất công việc và để tránh những hiểu lầm không đáng có, Huy Khánh chủ động giữ khoảng cách với đồng nghiệp nữ khi làm việc chung. Ở những tình huống bắt buộc như ôm hôn, nắm tay trên phim trường, anh luôn cố gắng hoàn thành công việc một cách cẩn trọng. Nói về những thay đổi ở bản thân mình, Huy Khánh khẳng định: "Bà xã là lý do khiến tôi phải thay đổi."